Bữa giờ là cứ hết cái món thạch với là sữa này nè. Hôm nay là tiếp tục lên một cái clip thạch trái cây với là sữa chua uống nha. Nhưng mà hứa với các bạn là cách này của tôi là cách làm dễ nhất luôn. Hôm nay là tôi sẽ sử dụng trái chanh dây. Tôi lọc hết cái phần ruột ra, xong rồi ngâm với lại nước ấm cho ra hết vị chua. Trong lúc đó thì tôi đi trộn đường với lại là bột rau câu cho thật là hòa quyện với nhau, rồi mới cho nước vào và nấu sôi lên. Bước này thì các bạn lưu ý là đợi cho nước ấm lại á, rồi mới cho phần nước chanh dây hồi nãy vào. Tại vì cho lúc còn nóng quá thì chanh dây nó sẽ có cái mùi hơi khó chịu một tí. Cuối cùng á là để thơm hơn là tôi sẽ cho thêm một gói trà vải hạt chia nữa. Cái gói này là bữa giờ giới thiệu cho mọi người quá trời luôn. Xong rồi mọi người để cái phần thạch này trong tủ lạnh cho nó đông lại. Còn cái phần sữa chua uống á thì tôi mua sẵn cái loại này nè. Thì các bạn chỉ cần cho cái sữa chua uống này vào phần thạch khi mà nó đông lại là có thể uống được rồi. Thạch này á thì thanh mát, chua chua ngọt ngọt. Nói chung là mùa nắng nóng này á có một ly này là ngon hết sảy luôn. Mấy bạn làm theo thử đi nha.